Hệ miễn dịch là hệ thống phòng thủ tự nhiên của cơ thể. Nó bảo vệ con người chống lại vi khuẩn, virus, ký sinh trùng và vi sinh vật. Nó có ở mọi nơi như trong nhà, nơi làm việc và môi trường tự nhiên. Các tế bào chính của hệ miễn dịch nó có tại hệ miễn dịch ở tuyến ức, là một cái tuyến giữa phổi và ngay ở dưới cổ. Hệ miễn dịch ở tuyến lách, đây là một cơ quan lọc máu. Nó nằm ở phía trên và bên trái của bụng. Hệ miễn dịch ở tủy xương, nó nằm ở trung tâm của xương tạo ra các tế bào hồng cầu. Hệ miễn dịch ở các hạch bạch huyết, có các tuyến nhỏ ở khắp cơ thể được liên kết với các hạch bạch huyết. Hệ miễn dịch ở niêm mạc mỏng bên trong của mũi, họng và bộ phận sinh dục. Việc phân bố rải rác ở nhiều vị trí giúp hệ miễn dịch nó hình thành và lưu trữ các tế bào, cũng như duy trì hoạt động liên tục nhằm giữ cho toàn bộ cơ thể luôn được khỏe mạnh. Để chống lại virus, nhà nước ta có phương án tiêm vaccine cho toàn dân. Sau khi tiêm vaccine COVID, hệ miễn dịch nhận ra virus, tế bào T để ghi nhớ. Sau khi tiêm một khoảng thời gian nhất định tùy loại vaccine, thì khả năng ghi nhớ của virus, của tế bào T và B sẽ giảm dần hoặc quên luôn. Vì vậy, chúng ta cần phải tiêm mũi thứ hai và mũi thứ ba. Mũi tiêm thứ hai giúp hệ miễn dịch kéo dài cái thời gian ghi nhớ, nhận diện COVID-19, tăng khả năng sản xuất kháng nguyên của cơ thể, tăng khả năng đề kháng và kéo dài thời gian miễn dịch với COVID, tăng khả năng chống đỡ với các biến thể khác của virus. Ngoài ra, mỗi cá nhân có thể nâng cao sức khỏe bằng cách ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, sinh hoạt có khoa học. Hôm nay tôi xin giới thiệu cách tăng cường khả năng miễn dịch bằng phương pháp tác động cuộc sống. Đây là phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc, dùng phần mềm của đầu ngón tay để tác động nhu thuật lên trên hệ cuộc sống, chẩn và trị bệnh. Phương pháp tác động cuộc sống sẽ tăng hệ miễn dịch bằng cách như sau. Thứ nhất là tăng cường hoạt động của hệ thần kinh thực vật, hệ nội tiết, vì phân bố tế bào bạch huyết đều do thần kinh thực vật điều khiển, nên nếu rối loạn thần kinh thực vật thì việc huy động nhầm hoặc sai các tế bào bạch huyết sẽ rất nguy hiểm. Thứ hai là tăng hoạt động của chức năng gan, lá lách, vì đây là những bộ phận có chức năng quan trọng là lọc máu và do là một cái kho chứa nhiều vitamin, khoáng chất bổ sung cho máu. Thứ ba là tác động vào bể bạch cầu, đây là nơi dự trữ bạch cầu đưa vào máu, hay còn gọi là nơi huy động lực lượng kháng thể. Thứ tư là kích thích tủy xương sản xuất máu và tế bào kháng thể. Thứ năm, tăng lượng oxy trong máu và nâng cao khả năng huy động tế bào bạch huyết. Vùng nào bị nhiễm vi khuẩn, virus, viêm thì cơ thể sẽ huy động tế bào đến khu vực đó để xử lý. Thứ sáu là kéo dài sự nhớ của tế bào T, thể hiện qua kháng virus cao hơn. Phác đồ điều trị tăng hệ miễn dịch của cơ thể, cụ thể có 10 phác đồ và lần lượt tôi sẽ giới thiệu từng phác đồ một để chúng ta tác động. Thứ nhất là muốn tăng oxy trong máu thì ta tác động C1, C2 và D2, D3 và L3, S1. Cách tác động như bằng phương pháp tác động cột sống như thế này, tức là đây là cái điểm hộp sọ, nâng đỡ hộp sọ, C1 là nâng đỡ hộp sọ, sờ không thấy. Và điểm đầu tiên là muốn ta sờ thấy là C2. Khi tác động thì ta tác động từ ngoài này vào. Đấy, tay thì rất nhẹ này, cái lực rất là nhẹ. Đấy, ta có ngoài. Vào đến gần đầu gai sống này, ta lướt qua bên kia một đầu gai sống một chút. Đấy, ta lại thay bên này. Có thể ta dùng tay ở trên này cũng được, không sao cả. Thuận tay nào làm tay đấy. Đấy là C1, C2. Và ta phải tác động chút ở trên đầu gai sống này, C1, C2. Đấy là C1, C2. Tiếp tục ta xuống cái thứ hai là D2 và D3. Đây là D2 và đây là D3. Đấy. Thế D2, D3 thì ta tác động, đây nó là trọng điểm thì ta sẽ tác động từ ngoài vào, từ ngoại vi này vào. 1, 2, 3, nhắc lên. 1, 2, 3, nhắc lên. 2, 3, nhắc lên. Đến đốt sống này là đầu gai sống thì chúng ta truyền qua phía bên kia của rãnh sống. Và đây cũng thế, ta tác động vào đây. Tác động dưới một chút nữa, D4 này cũng được. Và sau cuối cùng là ta lấy tay ta
tác động nhẹ trên cái đầu của gai sống để cho lớp cơ này nó mềm ra, và cuối cùng ta lấy cái tay này. À, đây là D, D2 và D3. Đây là đầu gai sống và đây là rãnh sống, thì ta đặt vào tay gai sống, ta đẩy như thế này. Đấy, nhẹ nhàng, hết sức nhẹ nhàng. Phương pháp tác động gai sống dùng nhu chứ không dùng cương. Và tiếp tục ta tác động vào L3. Đây là L2 và đây là L3. Là ta cũng tác động từ ngoại vi vào trong đốt sống và sống. Cuối cùng ta tác động vào đầu gai sống và ta tác động tiếp vào rãnh sống. Thế là một lần. Và vùng S này cũng vậy, chúng ta sẽ tạo sóng gọn sóng cảm giác từ ngoài này vào đây vùng S. Đó. Đây là nguyên nền tảng, chúng ta tác động nào S1. Đây là phác đồ thứ nhất. Phác đồ thứ hai là cái hệ bạch huyết là tác động vào tuyến ức. Tuyến ức thì ta tác động vào D3 L2 L3 L2 L3. Đặc biệt là các đốt sống này nó tăng khả năng phát triển của tế bào T, tức là tế bào nhận biết và ghi nhớ của tế bào. Khi ta tác động, tác động là như thế này, D3 thì ta cũng tác động từ ngoại vi vào. Đấy, ngoại vi vào. Từ ngoại ngoại vi này vào. Đấy, D3. Ta đến đầu gai sống ta cũng rãnh sang ngoài rãnh sống một chút, sang bên này cũng vậy. Và sau cuối cùng là ta đã tác động vào đầu gai sống. Cái lớp cơ ở đệm ở trên đầu gai sống này nó tan ra và dùng cái tay này là ta lắc nhẹ ở dãy dây sống, tức là đẩy đi đẩy lên để nhẹ thế này chút. Tiếp theo phác đồ này là ta tác động cả L2, L3, ta cũng tác động như thế, thứ tự tác động cũng vậy, đến đầu gai sống, đến đầu gai sống và tiếp tục ta tác động ở đầu gai sống và dãy sống đấy. Cái tuyến này là tuyến ức để tăng khả năng phát triển của tế bào. Phác đồ thứ ba là tăng mật độ tủy xương. Tăng mật độ tủy xương thì ta tác động vào D6 và C6. Đây là C6. Dưới đây là C7 và dưới đây là C6. Ta cũng tác động từ ngoài vào. Đấy, tác động từ bên này vào. Và tác động vào đầu gai sống một chút. Và D6. Và đây là D7 và đây là ta D6. Ta tiếp tục ta tác động từ ngoại vi vào. À, đến đầu gai sống thì ta chuyển qua đầu gai sống, ta tiếp tục từ ngoài này vào. À, và đây là đầu gai sống của D6. Ta lấy tay ta cũng tác động ở hai bên rãnh sống. Đây là phác đồ thứ ba và tiếp theo là phác đồ thứ tư là tăng cái chức năng lá lách và gan nội tiết, tức là nội tiết. Thì ta tác động từ D5, đây là D7, đây D5, D6, D7, 7, 8, 9, 10. Thì cái đây là nó là trọng điểm, thì ta sẽ tác động từ ngoại vi này vào. Tác động từ ngoại vi vào. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tức là lớp ngoài, lớp giữa, lớp trong. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Đấy. Ta cũng vượt qua cái đốt sống này. Rồi sống này. À, tác động cả một khu vực này lần lượt từ ngoài nó vào và bên này này đấy, ta lại tiếp tục bên này chứ không ta chọc bên này không được đấy. Đấy. Và cuối cùng ta tác động vào đầu gáy sống một chút ở trên đầu gáy sống đấy. Và ta cũng lấy tay ta tác động ở trong rãnh sống, thuận tay này cũng được mà tay này cũng được, không sao cả. Đầu rãnh sống này. Đấy. Đây, đây là phác đồ thứ tư. Phác đồ thứ năm là cái bể bạch cầu L1, L2 và L3. L2, L3 hay còn gọi là cái hạch bạch huyết tế bào miễn dịch. Tác động L2 và L3 đây. L2 và L3, ta cũng tác động từ ngoại vào. Và ngoài vào. Và đây, tác động đầu gai sống. Rãnh sống. Tiếp theo là ta tác động đến phác đồ thứ sáu là bạch cầu cao. Bạch cầu cao ta tác động D10, D11, D10, D11, D10 đây, D11 đây. Và L1, D10, D11, D12, D10, D11, D12. Và L2, L3 thì ta cũng phải tác động theo cái thứ tự như thế này. Đấy, từ ngoài vào, ta bên này.
bên này và cả khu vực này nữa. Sau đó thì ta tác động vào đầu gai sống, đầu gai sống, rãnh sống. Được. Phác đồ thứ 7 là hệ thần kinh giao cảm, ta tác động vào C7, D1 và L2. C7, D1, đây là C1, C7, D1, ta cũng tác động vào như đây, thứ tự tác động từ ngoài vào trong, sang đầu gai sống. Đấy. Và tác động đầu gai sống, đánh sống. Và L2 là đây, L2, hệ thần kinh giao cảm, L1, L2, ta cũng tác động như thế này. Trong đầu gai sống, rãnh sống. Phác đồ thứ 8 là thần kinh đối giao cảm, là C1, C2. C1, C2. Đây là C1, C2. Và S1, S2, S3. Ta tác động vào đầu tiên là C1, C2. Đây là C1, đây là C2. Ta tác động từ ngoài vào. Hai bên. Và rãnh sống. Đầu gai sống. Tiếp theo, ở đây được rồi thì ta xuống tiếp tục là thần kinh đối giao cảm thì ta tiếp tục vào S2 và S3. S2 đây là S1, đây là S2 và S3. Ta cũng tác động từ ngoại vi vào khu vực này. S3. Thứ 9 là thần kinh ngoại biên. Thần kinh ngoại biên thì tác động C2, D3 và D4. Đây là C1, đây là C2. C2 điểm lồi cao nhất thì ta xác định được C2 là điểm dễ nhìn nhất, rõ sở thấy nhất, thì ta tác động từ bên ngoài vào. Đấy. Từ bên ngoài vào. Đấy. Gãi ở đầu gai sống một chút. D3 tức là ta tiếp tục vào D3 và D4. D3 là đây. D3. D4 ở vùng này. Ta tiếp tục từ ngoại vi vào. Đấy. Đầu gai sống, rãnh sống. Thứ 10 là hệ thống mạch máu, là cơ quan tạo máu, ta tác động C6, C7. Đây là C7, đây là trên là C6, thì tác động vào C6, C7, cộng ngoại vi. Vào đầu rãnh sống. Đấy. Những cái phác đồ này đều tăng hệ miễn dịch, và 10 phác đồ này là 10 phác đồ để tăng hệ miễn dịch cho toàn bộ cơ thể, mà áp dụng cho bệnh nhân nhiễm HIV hoặc là bệnh ung thư. Và hiện nay là phác đồ chữa tăng hệ miễn dịch của cơ thể khi mà bị bệnh COVID.